Ngày 14 tháng 11, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thành 25 tuổi, trú xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, và Dương Văn Dương 21 tuổi, trú phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Dương đang thực nghiệm lại hiện trường vụ hiếp dâm. Theo đó, tối 11 tháng 11, Dương và Thành đi ăn nhậu cùng với một nhóm bạn. Đến 1 giờ sáng 12 tháng 11, Thành chạy xe qua nhà Dương rủ người này đi trộm gà để bán kiếm tiền. Sau đó Thành chở Dương đến xã Cù Bị, Thành đứng ngoài cảnh giới cho Dương vào trộm, còn Dương vào nhà chị Bờ, 22 tuổi, ngụ xã Cù Bị, trộm 4 con gà mang ra cho Thành. Thấy cửa nhà không khóa nên Dương tiếp tục lẻn vào nhà chị Bờ lấy thêm điện thoại AQ và một lắc vàng 18K nặng 1 chỉ. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức thưởng nóng cho Công an huyện phá án nhanh vụ án trên. Phát hiện chị Bờ đang ngủ với hai con nhỏ, Dương liền nổi thú tính hiếp dâm chị Bờ chống cự nhưng Dương dùng tay bịt miệng chị Bờ và đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Dương cầm hung khí kề cổ chị Bờ, nói, còn tài sản gì thì đưa đây. Sợ nguy hiểm tính mạng, chị Bờ lấy 2 triệu đồng đưa cho Dương rồi Dương và Thành lên xe tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an huyện Châu Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ án. Đến ngày 14 tháng 11, Công an đã bắt giữ Thành và Dương khi cả hai đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh. Liên quan đến vụ việc trên, sáng 14 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã thưởng nóng cho các chiến sĩ Công an huyện 5 triệu đồng vì thành tích phá án nhanh vụ án trên.